Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2022. Đại hội đại biểu Hội người khuyết tật lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Tập huấn về chính sách việc làm, chính sách hỗ trợ tạo việc làm năm 2022 trên địa bàn huyện. Và một số tin đáng chú ý khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, chiều ngày 4 tháng 10 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Phạm Vinh Dự, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Vũ Văn Kỳ, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Hội nghị được kết nối với điểm cầu các xã thị trấn trong toàn huyện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã nhất trí và ghi nhận đối với những kết quả chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng qua và những nhiệm vụ đề ra. Đồng chí cũng nêu một số mặt còn hạn chế trong tiến độ một số dự án các công trình, về quản lý nhà nước một số lĩnh vực đất đai, môi trường, giải quyết đơn thư, công tác cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu. Từ đó, đồng chí Bí thư huyện ủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới. Tiếp thu những ý kiến của đồng chí Bí thư huyện ủy về nhiệm vụ trong thời gian tới, kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, yêu cầu các xã thị trấn, cơ quan chuyên môn tập trung bảo vệ tốt dàn lúa mùa cuối vụ, thu hoạch nhanh gọn các diện tích lúa mùa và triển khai trồng chăm sóc cây vụ đông năm 2022, triển khai kế hoạch làm thủy lợi nội đồng vụ đông xuân 2022-2023 và các nhiệm vụ sản xuất vụ xuân năm 2023. Tăng cường công tác quản lý, thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý phòng chống dịch bệnh động vật dịp cuối năm và ra soát có phương án đảm bảo thực phẩm cuối năm, hoàn thành kế hoạch tiêm phòng vụ thu, quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu cá, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm khai thác IUU, không lắp đặt hoặc không vận hành thiết bị giám sát hành trình đúng quy định. Tăng cường công tác tuần tra, phát hiện và xử lý kịp thời sự cố công trình đê kè cống, tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các xã thị trấn, rà soát, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu theo bộ tiêu chí mới, tiếp tục thực hiện chương trình OCOP cho các sản phẩm đã đăng ký công nhận hoặc nâng cao, thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, tổ chức rà soát, đề xuất điều chỉnh bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện các công trình dự án trọng điểm và dự án liên quan quốc phòng trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất năm 2023 của các xã thị trấn, làm cơ sở lập hồ sơ kế hoạch sử dụng đất huyện Hải Hậu năm 2023, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ và công tác giải phóng mặt bằng các dự án đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và yêu cầu của tỉnh, huyện. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng và triển khai thi công, nâng cấp các công trình phúc lợi, công trình phục vụ dân sinh và các công trình trọng điểm của huyện. Tiếp tục tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tiêm phòng vaccine COVID-19, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, luật nghĩa vụ quân sự, v.v. Duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử huyện, trang thông tin các xã thị trấn, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, xét công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia và chuẩn xanh sạch đẹp an toàn. Phối hợp tổ chức tốt công tác tuyển dụng giáo viên mầm non tiểu học, rà soát đề xuất nhu cầu tuyển dụng giáo viên nhân viên tại các cấp học. Tích cực triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trong trường học. Tổ chức điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2022, hoàn thành kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Quân sự huyện thực hiện duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt cho diễn tập chiến đấu phòng thủ khu vực, thực hiện tốt các nhiệm vụ, các bước trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023,
làm tốt công tác chuẩn bị, cử lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu. Làm tốt công tác chuẩn bị, cử lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Nam Định năm 2022. Tham gia tập huấn dân quân biển do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tại huyện Giao Thủy. Công an huyện tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an ninh nông thôn và phòng chống tội phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông. Các xã thị trấn phát huy vai trò của lực lượng công an xã trong kiểm tra, phát hiện vi phạm đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 5 tháng 10 năm 2022, Hội Người Khuyết Tật huyện Hải Hậu long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Người Khuyết Tật lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và tặng hoa chúc mừng có các đồng chí Ngô Văn Kế, Phó Chủ tịch Hội Người Khuyết Tật tỉnh Nam Định, đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Hội Người Khuyết Tật huyện Hải Hậu được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép thành lập ngày 3 tháng 3 năm 2015. Tháng 11 năm 2015, Hội đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, bầu ra ban chấp hành của Hội có 10 ủy viên, 3 thành viên ban kiểm tra. Đến nay, Hội có 195 hội viên sinh hoạt theo 3 tổ tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong nhiệm kỳ qua, Hội luôn tích cực tập hợp vận động người khuyết tật tham gia tổ chức hội, chăm lo quyền lợi của hội viên, tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ hội viên vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Hàng năm vào ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4 và ngày Người Khuyết Tật Thế Giới mùng 3 tháng 2, Hội đều tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của ngày Người Khuyết Tật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm của xã hội đối với người khuyết tật. Tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, thăm hỏi động viên hội viên. Hội đã phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ, các cơ quan ban ngành đoàn thể vận động các nhà hảo tâm tặng quà cho người khuyết tật. Kết quả đã cấp phát 14 xe lăn, 245 suất quà, tổng trị giá trên 200 triệu đồng cho người khuyết tật. Phối hợp với Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật và Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Khuyến học tỉnh tặng 3 xe đạp cho con em người khuyết tật khó khăn có thành tích xuất sắc trong học tập. Hội luôn quan tâm giúp đỡ hội viên trong việc học nghề và đào tạo nghề, phối hợp với Trung tâm dạy nghề đào tạo nghề may công nghiệp cho 15 hội viên đều có việc làm và thu nhập ổn định. Phát biểu tại đại hội, đồng chí đại diện lãnh đạo Hội Người Khuyết tật tỉnh Nam Định và đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả hoạt động của công tác Hội Người Khuyết tật huyện Hải Hậu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội đề ra, đồng chí đề nghị ban chấp hành khóa mới phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến các chính sách của nhà nước hỗ trợ cho người khuyết tật và các văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của luật, và đặc biệt là nghị quyết đại hội người khuyết tật huyện lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027, đảm bảo thực sự thiết thực và hiệu quả. Phát huy những kết quả đã đạt được, có kế hoạch giải pháp cụ thể để duy trì nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội. Trong đó, quan tâm củng cố và phát triển hội viên, hỗ trợ việc thành lập và hoạt động của các câu lạc bộ, hội nhóm tự lực, nhóm đồng cảnh của người khuyết tật về sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho người khuyết tật. Đại hội đã tổ chức khen thưởng cho các đồng chí hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác hội người khuyết tật. Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Người Khuyết tật khóa 2, nhiệm kỳ 2022-2027 và thông qua nghị quyết đại hội. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 25 tháng 9, tại Nhà văn hóa huyện, cộng đồng Bùi Tộc huyện Hải Hậu đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Dâu Gái Bùi Tộc huyện Hải Hậu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện dự và tặng hoa chúc mừng. Dự đại hội còn có trên 600 đại biểu là các chị em dâu gái họ Bùi tiêu biểu của các dòng họ, các xứ họ đạo trong toàn huyện đã về dự. Cộng đồng Bùi Tộc huyện Hải Hậu hiện nay có khoảng 15.000 chị em dâu gái sinh sống ở 34 xã thị trấn. Trong những năm qua, người phụ nữ Việt Nam nói chung và dâu gái họ Bùi nói riêng qua nhiều thế hệ đã nêu cao ý thức trách nhiệm đối với đất nước, với dân tộc. Ngày nay, hình ảnh phụ nữ nói chung và dâu gái họ Bùi nói riêng đều năng động, sáng tạo, làm giàu cho gia đình và cho đất nước. Các chị đều gương mẫu, sống có trách nhiệm với cộng đồng, luôn tích cực cùng đảng bộ và nhân dân hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Các chị đều gương mẫu, sống có trách nhiệm với cộng đồng, luôn tích cực cùng đảng bộ và nhân dân hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhiều chị em dâu gái họ Bùi đã thành đạt ở nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, quản lý nhà nước và trong sản xuất kinh doanh.
Đặc biệt, hiện tại cộng đồng Bùi tộc huyện Hải Hậu có hơn 500 chị em dâu gái họ Bùi có trình độ cao đẳng đại học, trên đại học. Nhiều chị em đang học tập, lao động, nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước. Nhiều chị dâu họ, gái họ đi làm ăn, lập nghiệp ở nơi xa, những tấm lòng luôn hướng về quê hương, nguồn cội. Tại đại hội, cộng đồng Bùi tộc huyện Hải Hậu đã đề ra phương hướng nhiệm kỳ mới, đẩy mạnh các mặt hoạt động theo tôn chỉ mục đích của dòng họ đề ra, soạn thảo quy chế làm việc toàn nhiệm kỳ, quy định thời gian sơ kết tổng kết trong năm và đại hội nhiệm kỳ tiếp theo, vận động xây dựng quỹ vốn để ban chấp hành hoạt động, động viên chị em dâu gái ở các dòng họ, xứ họ, các xã thị trấn, đoàn kết, liên kết giúp đỡ tư vấn hỗ trợ trên cơ sở tự nguyện. Đại hội đại biểu dâu gái Bùi tộc huyện Hải Hậu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027, đã tiến hành bầu ban chấp hành, bầu chủ tịch và ra mắt ban chấp hành mới, thông qua nghị quyết của đại hội. Đại hội cũng tiến hành khen thưởng cho các cháu đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022 và tri ân các cụ cao tuổi của cộng đồng Bùi tộc huyện Hải Hậu. Quý vị, thưa các bạn, ngày 3 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo đối với cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã. Đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện dự và chỉ đạo hội nghị. Tại lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên được nghe truyền đạt các chuyên đề gồm khái quát tình hình tín ngưỡng tôn giáo, quan điểm chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Chuyên đề 2, một số quy định của pháp luật đất đai hiện hành liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo. Chuyên đề 3, một số quy định về xây dựng công trình tín ngưỡng tôn giáo. Cũng tại lớp bồi dưỡng, các học viên được giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc và hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến xử lý tình huống trong công tác tôn giáo nói chung và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo nói riêng tại cơ sở. Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức về lý luận, những kinh nghiệm cho việc giải quyết những vấn đề phát sinh trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo tại cơ quan đơn vị và địa phương. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 29 tháng 9, tại Nhà văn hóa huyện, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 cho các xã thị trấn, các xóm tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện. Tham gia tập huấn, các đại biểu được quán triệt những văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, các chính sách giảm nghèo hiện hành, hướng dẫn quy trình rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025, hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định, triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Thông qua buổi tập huấn, giúp các đại biểu nắm vững quy trình điều tra rà soát, làm cơ sở đánh giá đúng thực trạng số lượng, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Từ đó làm căn cứ thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo của các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, thưa các bạn, vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tập huấn về chính sách việc làm, chính sách hỗ trợ tạo việc làm năm 2022 trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, chuyên viên Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã giới thiệu hệ thống các văn bản liên quan đến chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động, công tác xuất khẩu lao động và các văn bản liên quan đến việc hỗ trợ việc làm bền vững. Trong thời gian tới, Hải Hậu sẽ tiếp tục tuyên truyền về các chính sách của Trung ương và của tỉnh, huyện về chính sách việc làm, chính sách hỗ trợ tạo việc làm năm 2022, đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp giữa các cấp, các ngành, các hội đoàn thể, các xã thị trấn trong công tác hỗ trợ tạo việc làm cho nhân dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 5 tháng 10,
Tại xã Hải Phương, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách Xã hội và tuyên truyền một số chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022. Dự hội nghị có đại diện Hội Nông dân tỉnh, Phòng Quản lý Đào tạo nghề, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn của 34/34 xã thị trấn. Tại buổi tập huấn, đồng chí Đỗ Văn Phi, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã trực tiếp truyền đạt các nội dung về nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách Xã hội, các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, hướng dẫn tìm hiểu các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, nghiệp vụ thu lãi tiền vay và thu lãi tiền gửi, nghiệp vụ nhận tiền gửi của tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn với những nội dung liên quan đến Ngân hàng Chính sách Xã hội. Cũng tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe lãnh đạo Hội Nông dân huyện triển khai một số nội dung liên quan về tổ chức đại hội và nghe đồng chí Phó trưởng Phòng Quản lý Đào tạo nghề Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tuyên truyền một số chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thông qua hội nghị tập huấn, giúp các đại biểu nắm bắt được nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn, nâng cao năng lực quản lý của các tổ tiết kiệm và vay vốn, đồng thời đánh giá việc quản lý nguồn vốn tín dụng và những mặt còn hạn chế trong công tác triển khai quản lý nguồn vốn tín dụng trên địa bàn. Từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp cho các tổ tiết kiệm và vay vốn để nâng cao năng lực của các tổ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, buổi tập huấn còn giúp các đại biểu xác định rõ được vị trí vai trò quan trọng của công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Trước đó, vào ngày 29-30 tháng 9 năm 2022, tại xã Hải Phúc, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện cũng đã phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tại đây, các đại biểu được tập huấn về khoa học kỹ thuật nuôi tôm sú ghép cá đối mục, nuôi tôm thẻ chân trắng, v.v. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 26 tháng 9 năm 2022, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện, Trường Trung học Phổ thông C Hải Hậu phối hợp tổ chức tuyên truyền và ký cam kết về trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh Trường Trung học Phổ thông C Hải Hậu. Dự và trực tiếp truyền đạt nội dung có đồng chí Trung tá Vũ Đức Đạt, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện, đại diện lãnh đạo Công an thị trấn Cồn, các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường và toàn thể các em học sinh Trường Trung học Phổ thông C Hải Hậu. Ở buổi tuyên truyền thực tế ý nghĩa này, các em học sinh đã được nghe đồng chí Trung tá Vũ Đức Đạt, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện, giới thiệu, phổ biến và phân tích các kiến thức về luật giao thông đường bộ, đặc biệt một số nguyên tắc cơ bản như hướng dẫn người đi bộ trên đường, một số quy định về điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, cách nhận biết các tín hiệu cảnh báo giao thông. Phần lớn các em ở lứa tuổi trung học phổ thông đã chấp hành tốt luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, các em vẫn chưa được học luật giao thông. Mọi hiểu biết về luật đa số là thông qua các buổi tuyên truyền ngoại khóa. Đó cũng là nguyên nhân xảy ra một số tai nạn giao thông không thể lường trước. Với phương pháp truyền đạt hấp dẫn đa dạng các hình thức như hỏi đáp, nêu ví dụ điển hình một số vụ tai nạn ở lứa tuổi học sinh mới xảy ra gần đây trên địa bàn. Đồng thời, đồng chí cũng chia sẻ một số thông tin, cách nhận biết về các hình thức của ma túy và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào lứa tuổi học đường. Đồng chí cũng cho biết những quy định mới trong xử phạt người điều khiển phương tiện giao thông ô tô, mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi quy định và xử phạt hành chính đối với người cho đối tượng này mượn ô tô, mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Buổi tuyên truyền đã thu hút được đông đảo các em học sinh tham gia trao đổi, phát biểu ý kiến về các vấn đề an toàn giao thông, tệ nạn xã hội. Qua đó giúp các em có những nhận thức chính xác và đầy đủ về luật giao thông đường bộ, tự xây dựng cho bản thân một lối sống lành mạnh, tránh xa các tai tệ nạn xã hội. Theo đồng chí Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện, đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về an toàn giao thông, phòng tránh tệ nạn xã hội, hình thành ý thức tự giác tuân thủ chấp hành pháp luật cho học sinh khi tham gia giao thông ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Tại buổi tuyên truyền, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện, Công an thị trấn Cồn, đại diện hội cha mẹ học sinh đã ký cam kết về trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 26 tháng 9, tại xã Hải Giang, Ban Liên lạc Đơn vị Trực chiến thời kỳ chống Mỹ xã Hải Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 57 năm quân và dân xã Hải Giang bắn rơi máy bay F-105 của Đế quốc Mỹ xâm lược.
ngày 26 tháng 9 năm 1965, 26 tháng 9 năm 2022. Bản tin lúc 11 giờ trưa ngày 26 tháng 9 năm 1965 của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin chiến thắng. Đơn vị dân quân trực chiến xã Hải Giang đã bắn rơi một máy bay thần sấm F-105 của Mỹ. Tin chiến thắng được truyền khắp cả nước. Chỉ với súng trường, dân quân du kích xã Hải Giang đã bắn hạ máy bay được mệnh danh là hiện đại nhất của Mỹ lúc bấy giờ. Từ đây mở đầu cho phong trào dùng súng bộ binh bắn máy bay Mỹ. Sau ngày bắn rơi máy bay Mỹ, huyện ủy đã tổ chức rút kinh nghiệm tại xã Hải Giang. Hội nghị đã thảo luận cách tổ chức lực lượng về bố trí trận địa, về chỉ huy chiến đấu và kỹ thuật dùng súng trường chiến đấu để bắn máy bay, sau đó phổ biến kinh nghiệm cho toàn huyện. Với chiến công này, cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hải Giang đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương quân công hạng 3, được Ủy ban dân tỉnh Nam Hà tặng 34 bằng khen và huy hiệu cho tập thể và cá nhân có công bắn rơi máy bay của Mỹ cùng nhu yếu phẩm và vũ khí chiến đấu. Huyện ủy Hải Hậu tặng thưởng cờ luân lưu cho Ban chấp hành Đảng bộ xã, tặng một cờ quyết thắng và một số dụng cụ sinh hoạt đủ cho một trung đội sinh hoạt để trực chiến. Kỷ niệm 57 năm ngày quân và dân xã Hải Giang bắn rơi máy bay Mỹ, đây cũng là dịp ôn lại những trang sử vẻ vang và hào hùng mà Đảng bộ và nhân dân xã Hải Giang đã giành được trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Để thêm tự hào với truyền thống anh hùng cách mạng đó, càng tự hào bao nhiêu thì càng phải tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước, địa phương để xứng đáng với truyền thống là một xã anh hùng. Tới đây, chương trình truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu xin được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.